Hôm nay, trên 13.700 thí sinh ở tỉnh Lâm Đồng đã tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển cao đẳng đại học năm 2016 tại 23 điểm thi trong toàn tỉnh. Trong đó có hơn 2.500 thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét tốt nghiệp và hơn 11.000 thí sinh đăng ký dự thi để xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học cao đẳng. Ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã tham dự lễ khai mạc kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia tại điểm thi Trường Phổ thông Trung học Dân tộc Nội trú tỉnh Lâm Đồng. Thời tiết ở các điểm thi trong tỉnh tương đối mát mẻ, đã tạo điều kiện cho các thí sinh và phụ huynh thuận tiện trong di chuyển đến các điểm thi. Cụm thi xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học cao đẳng do Đại học Đà Lạt chủ trì có 12 điểm thi, đặt tại thành phố Đà Lạt với hơn 11.000 thí sinh, và cụm thi do Sở Giáo dục Đào tạo Lâm Đồng chủ trì với 11 điểm thi ở các huyện thành trong toàn tỉnh với hơn 2.500 thí sinh tham dự. Phát biểu khai mạc kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia ở Lâm Đồng, ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã động viên và dặn dò các thí sinh vững vàng trước khi bước vào kỳ thi. Tôi đề nghị tất cả các thí sinh tham dự kỳ thi chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế, bình tĩnh, tự tin, cố gắng và nỗ lực cao nhất để làm bài thi đạt kết quả tốt nhất. Xin kính chúc tất cả quý thầy giáo, quý cô giáo cùng toàn thể cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ tại kỳ thi và toàn thể thí sinh tham dự kỳ thi nhiều sức khỏe và hoàn thành kỳ thi với kết quả cao nhất. Qua đánh giá chung, tất cả các điểm thi trong tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết phục vụ kỳ thi, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Bên cạnh đó, các điểm thi ở Lâm Đồng đã có phương án hỗ trợ giúp đỡ thí sinh có nhu cầu ăn ở nội trú, đặc biệt là thí sinh người dân tộc thiểu số và những thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, để các em hoàn thành kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả tốt. Vì vậy, các em thí sinh ở các điểm thi tại Lâm Đồng bước vào ngày thi đầu tiên với hai môn toán và ngoại ngữ, dù có chút lo lắng thường lệ trước áp lực thi, nhưng đều tỏ ra hài lòng với kết quả của mình. Làm bài xong thì cũng nhẹ nhàng bởi vì phù hợp với những gì đã học trong năm đã làm tốt được. Nói chung là đề cũng vừa sức ạ. Nó cũng sát với những gì em đã ôn ạ. Có câu 9 và câu 10 là khó môn toán ạ. Có các bậc phụ huynh, nhất là phụ huynh các huyện đưa con đến Đà Lạt dự thi, đều chờ ngay trước cổng trường thi, để đến khi các em hoàn thành bài thi, để kịp thời động viên tinh thần con em và đưa các em về nhà hoặc nơi trọ an toàn. Bạn bè với lại các em nó tập trung lại thì nó làm bài được khoảng 5-6 điểm. Và thấy nó cũng vẫn, tất nhiên là có đứa nó cũng buồn, cũng có cái câu thì nó cũng nghĩ là nó sẽ làm được nhưng mà nó chưa làm kịp. Rồi thôi thì cô cũng động viên thì thôi môn nào cũng tốt hết thì cố gắng chuẩn bị cho các môn hồi về sau. Thấy các cháu nó năm nay nó cũng bảo đề thi cũng dễ làm và cũng thấy các cháu nó cũng bình tĩnh, cũng làm được bài. Để buổi thi đầu tiên và những ngày thi tiếp theo diễn ra thuận lợi, nghiêm túc và an toàn, các hội đồng trường thi của trường Đại học Đà Lạt cũng như Sở Giáo dục Đào tạo Lâm Đồng đã tiến hành công tác chuẩn bị chu đáo và sẵn sàng với mọi tình huống có thể xảy ra. Để tạo điều kiện thuận lợi tốt cho cái thí sinh đi thi, đó là cái tiếp xúc mùa thi của nhà trường đã rải khắp các cái điểm thi để hỗ trợ sinh viên từ việc ăn ở cho đến việc đi lại để đến điểm thi một cách thuận lợi nhất. Trong đó thì nhà trường cũng đã nhận được nhiều cái tấm lòng hảo tâm của các nhà doanh nghiệp cũng như là các nhà tài trợ cho các kỳ thi hàng năm, từ nơi ở miễn phí cho đến các suất ăn miễn phí. Và trong đó nhà trường cũng đã dành toàn bộ cái ký túc xá cho các con em đồng bào dân tộc, gia đình chính sách, những gia đình có công với cách mạng miễn phí hoàn toàn ăn ở và đi lại, kể cả phụ huynh đưa con em lên đi thi cũng được nhà trường tạo điều kiện cho ăn ở. Và hàng ngày tại ký túc xá cũng có một cái đội tình nguyện để đánh thức sinh viên, dậy ăn sáng kịp thời để đi đến trường, và có được cái hỗ trợ của cái đội xe ôm tình nguyện để đưa những cái trường hợp đặc biệt đến các điểm thi. Trong những ngày này, lực lượng cảnh sát an toàn giao thông thành phố Đà Lạt cũng đồng loạt ra quân nhằm đảm bảo an toàn cho các thí sinh và phụ huynh trong quá trình lưu thông và tránh tình trạng tắc đường, kẹt xe tại các điểm thi. Sáng hôm nay thì lực lượng công an thành phố cũng đã triển khai đồng loạt tại các cái điểm thi. Thì hiện đến nay thì phải nói rằng tại các cái điểm thi là lực lượng giao thông cũng như công an các phường
đảm bảo được cái tình hình trật tự an toàn giao thông cho phụ huynh cũng như các em đến trường thi là tuyệt đối an toàn. Nói chung là không có xảy ra về cái ùn tắc giao thông cũng như là va chạm giao thông trong cái thời gian này. Trong ngày hôm nay, tại cụm thi do trường Đại học Đà Lạt chủ trì, có số thí sinh bỏ thi môn toán vào buổi sáng là 85 em, thi môn ngoại ngữ vào buổi chiều là 59 em. Một thí sinh bị đình chỉ do mang theo điện thoại vào phòng thi. Còn tại các điểm thi do Sở Giáo dục Đào tạo Lâm Đồng chủ trì trong ngày hôm nay, có 28 thí sinh bỏ thi môn toán và 20 thí sinh bỏ thi môn ngoại ngữ. Ngày mai 2 tháng 7, các thí sinh sẽ tiếp tục ngày thi với hai môn là ngữ văn với thời gian làm bài là 180 phút và môn vật lý với thời gian làm bài là 90 phút. Cùng với chương trình tham quan các nông trại trồng hoa, các đơn vị kinh doanh hoa trong và ngoài nước còn được tham gia chương trình trình diễn cắm hoa nghệ thuật của nghệ nhân Len Amac, một trong những nghệ nhân cắm hoa nổi tiếng quốc tế.